đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa thể chắc chắn là có thể là đi hay không. Đấy là sự lựa chọn của các huấn luyện viên. Bản thân em thì luôn đặt mục tiêu là mình phải nỗ lực trong mọi buổi tập để huấn luyện viên nhìn thấy khả năng của mình. Huấn luyện viên mới thì bọn em học được khá nhiều từ huấn luyện viên và các bài tập khá mới. Bọn em cũng đang dần dần bắt nhịp được. Em thì cũng đang khá là tập trung vào chuyên môn, cũng chưa cũng có mục tiêu riêng mình, chưa nghĩ xa, tham mục tiêu riêng mình.